Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau làm món xôi gấc nha. Để thực hiện món này á, thì mình sử dụng là 500g nếp, mình cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối. Nếp này được mình ngâm trong 2 giờ đồng hồ và mình rút ráo nước rồi nha. Đây là gấc nhà mình đó các bạn, mình vừa hái trên cây xuống luôn. Mình lựa trái gấc vàng đều đẹp nhất, mình sẽ cắt trái gấc này ra. Trái gấc của mình thì nặng 1 kg, nhưng mà mình nấu xôi á, thì mình chỉ sử dụng một nửa trái gấc này thôi. Mình lấy phần thịt cất ra, nhìn cái miếng gấc ruột gấc thịt gấc ở trong nhìn nó đẹp quá, cái màu đỏ. Rồi mình tán nó ra nha, mình tán ra các bạn. Mình thì mình lấy luôn cái hột gấc ra luôn, vì mình làm với số lượng ít á, cho nên mình sẽ lấy hột gấc ra. Còn nếu như các bạn mà làm với số lượng nhiều á thì mình để luôn cái hột gấc cũng được. Mình cho vào đây là một muỗng canh rượu trắng nha, để mình làm gấc lên màu mới đẹp á. Rồi mình trộn đều lên, nếp mình cho vào luôn. Rồi mình trộn đều cho nếp với gấc đều với nhau lại. Sau đó thì mình sẽ ngâm nó trong vòng là 30 phút. Các bạn chuẩn bị một cái nồi cơm điện á, mình cho lá dứa vào, lót dưới nồi như vậy nè. Nồi nấu sôi lên thơm mùi lá dứa lắm. Mình cho cái nếp mà sau khi đã ngâm đủ 30 phút trở lên rồi đó thì mình cho vào đây. Mình thêm vô đây là 350ml nước cốt dừa nha. Mình chế vô nồi. Bật nút lên thôi. Sau đó mình dùng nước cốt nhất nè, với nước dừa. Mình cho vào đây là 1,5 muỗng canh đường. Nếu bạn thích ăn ngọt hơn thì có thể cho thêm. Mình khuấy đường cho tan nha. Rồi, nồi xôi của mình lúc nãy nó chín rồi nè. Nhưng nó vậy thôi chứ chưa được đâu. Mình xới nó lên, Rồi mình sẽ cho cái nước cốt này vào từ từ. Mình nấu thêm lần ngay nữa. Đây thành phẩm của mình. Mình đã cho nó ra dĩa rồi các bạn. Nhìn rất là đẹp. Nếu thích video của mình hãy cho mình một like nha. Cảm ơn các bạn.